thưa quý vị và các bạn, hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động rất có hại đối với sức khỏe con người. Nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tác hại của việc hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, trong mục phổ biến kiến thức y tế hôm nay của chúng tôi có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa nội A Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin được hỏi bác sĩ là bác sĩ hãy cho biết rằng tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người như thế nào ạ? Chúng ta đã biết là thuốc lá có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta, và chúng ta tạm xếp tác hại của thuốc lá gây ra 4 nhóm bệnh. Nhóm bệnh đầu tiên chúng ta kể đến là nhóm bệnh về ung thư, nhóm bệnh thứ hai là nhóm bệnh về hô hấp, nhóm bệnh thứ ba là nhóm bệnh về tim mạch, và nhóm bệnh thứ tư là nó ảnh hưởng đến sinh lý sinh sản của con người. Trước hết về nhóm bệnh về ung thư, thì theo nghiên cứu của các nước trên thế giới cũng như là của trong nước chúng ta cho thấy 1/3 số những người tử vong do ung thư là có liên quan đến thuốc lá. Và cũng qua thống kê thì người ta nhận thấy rằng là có tới 90% số những người được chẩn đoán là ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc lá. Bệnh lý thứ hai, ngoài cái ung thư phổi ra thì hút thuốc lá có thể gây ra các bệnh lý ung thư khác, như là vùng đầu mặt cổ thì có thể gây ra các bệnh lý ung thư như ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư vùng miệng và mũi, và các bệnh lý ung thư cơ quan khác như là ung thư tuyến tụy, ung thư bàng quang, ung thư thận, ung thư hậu môn và ung thư đại trực tràng. Nhóm bệnh thứ hai do tác hại của thuốc lá là chúng tôi muốn nhắc đến là cái bệnh lý về đường hô hấp. Có lẽ bệnh lý mà nặng nề nhất và cũng được nhắc nhiều đến nhiều nhất đấy là bệnh viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là tình trạng rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn, và hậu quả do hút thuốc lá gây ra trong một thời gian khá dài. Vâng ạ, vậy tại sao chúng ta lại gọi là hút thuốc lá thụ động thưa bác sĩ ạ? Hút thuốc lá thụ động là hình thức mà chúng ta hít phải khói thuốc lá từ ngoài môi trường, mà không phải là chúng ta trực tiếp mà hút điếu thuốc. Người hút thuốc lá thụ động có thể là người vợ hoặc người chồng, người con sống trong gia đình có người hút thuốc lá, cũng có thể là người đồng nghiệp trong môi trường cơ quan có người hút thuốc lá, và cũng có thể là những người dân ngoài cộng đồng ở những nơi có nhiều người hút thuốc lá. Vâng thưa bác sĩ, vậy thì hút thuốc lá thụ động thì sẽ gây ra những loại bệnh gì, đặc biệt là đối với sức khỏe của những bà mẹ đang mang thai? Hút thuốc lá thụ động cũng gây ra rất nhiều tình trạng nguy hiểm về sức khỏe, kể cả đối với người lớn, trẻ em và đặc biệt là phụ nữ khi mang thai. Ở người lớn, hút thuốc lá thụ động có thể gây ra những bệnh lý giống như người hút thuốc lá, và thậm chí tỷ lệ mắc bệnh còn cao hơn so với những người hút thuốc lá. Đó là các bệnh lý về ung thư, bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về phổi mà như tôi đã trao đổi với các bạn. Đối với người không hút thuốc lá mà kết hôn với người hút thuốc lá thì tỷ lệ mắc ung thư tăng hơn 20% so với những người kết hôn với người không hút thuốc lá. Và khi tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động thì nguy cơ mắc bệnh lý mạch vành cũng tăng lên từ 20-30%. Ở trẻ em tiếp xúc với môi trường có khói thuốc lá thì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, đặc biệt là trẻ em sống trong môi trường của bố hoặc mẹ hút thuốc lá thì người ta thấy rằng tỷ lệ mắc các bệnh lý về đường hô hấp cũng cao hơn so với những trẻ không có bố và mẹ hút thuốc lá. Vâng thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để tránh được những tác hại của khói thuốc lá? Trước những tác hại của thuốc lá như chúng ta đều biết thì việc phòng tránh và không hút thuốc lá là rất là quan trọng. Để có những biện pháp hữu hiệu cho việc từ bỏ thuốc lá thì không hề đơn giản một chút nào, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả những người trong cộng đồng, tất cả những ban ngành, đoàn thể. Đầu tiên là chúng ta phải có những cái biện pháp để giảm nhu cầu sử dụng thuốc, giảm nguồn cung cấp thuốc. Thứ hai là chúng ta phải tăng cường công tác thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe và tăng sự hiểu biết đối với tác hại của thuốc lá lên sức khỏe con người. Thứ ba là chúng ta phải có sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn ngành, đoàn thể trong xã hội trong việc phòng chống hút thuốc lá. Và thứ tư là chúng ta phải đảm bảo quyền lợi của mọi người được sống trong một môi trường không có khói thuốc lá. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn đã tham gia với chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thông qua cuộc trao đổi của chúng tôi với bác sĩ thạc sĩ Trần Anh Tuấn thì chúng ta có thể thấy rõ được tác hại của việc hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe con người. Thực hiện một môi trường không khói thuốc lá là một trong những biện pháp hữu hiệu để giúp chúng ta tránh được những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người.
Mục phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.